Hello, Long Vũ với Lóc xin kính chào cô chú. Hôm nay Vũ có một chuyến đi về về lại chợ gạo, là hôm nay là ngày 9 tây tháng 12. Thì Vũ về đây với công tác đó là trao 1.800 ký gạo, tương đương cho 180 phần quà cho tất cả các ấp ở xã Tân Thuận Bình. Thì cũng Vũ cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân. Thì qua cái vấn đề hôm nay, Vũ cũng đã tìm lại cái ngôi nhà của cô Dung 77 tuổi tại xã Tân Phú 1, huyện Tân Thuận Bình. Thì Vũ sẽ quay lại một hoàn cảnh đó cho cô chú để xem dễ lòng. Đây là một gia đình khó khăn cực kỳ đặc biệt nha cả nhà. Một gia đình khó khăn cực kỳ đặc biệt. Thì chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ trần tình của cô. Xin mời cả nhà. Hello, Long Vũ Vlog xin kính chào cô chú quý anh chị em. Thì hôm nay Vũ quay lại ngôi nhà mà Vũ đã từng là quay clip. Có một số các cô chú cũng yêu cầu Vũ quay lại. Thì hôm nay Vũ sẽ quay thật kỹ cho cô chú ha. Thì cả nhà nhìn đây, con đường vào nha cả nhà. Con đường nó không có là con đường, nó chỉ là một con đường cỏ mòn thôi, không có con đường đi vào. Thì nhà của cô này là tên là cô Dung. Thì hôm nay Vũ xuống cũng có một chị mạnh thường quân cũng gửi cho cô để lo cuộc sống, giống như là đi chợ mua thêm đồ này nọ đó. Thì cả nhà thấy nhà cô thì có hai con bò ha. Đó, nhà của cô đây. Dạ, đó, nhà cô có hai con bò. Cô thì không nằm trong thuộc sở là hộ nghèo, chỉ là khó khăn đặc biệt thôi chứ không phải là nghèo. Thì cả nhà mình xem ha, nhà cô đó. Nhà cô đây ha. Đúng, nên nó khác nhau. Thì con đường nó đi nó chỉ là một con đường mòn nhỏ, còn bên đây là nhà của người ta đó. Người ta làm, người ta dách cái bờ này ra ha, dách cái bờ này ra. Thì con đường mòn nha cả nhà. Đó, đường mòn đi vào. Đó, con đường mòn đi vào. Thì hôm nay thì em xuống quay. Đây là một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Thì tí xíu nữa thì các cô sẽ chia sẻ cuộc sống của cô cho cô chú anh chị em. Em thì hôm nay em sẽ review cái nhà của cô. Cô chú nào thấy phương diện, chúng ta chung tay giúp đỡ. Vì cái nhà này nó rất là xuống cấp nha cả nhà. Xuống cấp cực kỳ luôn. Đó, cột bị nứt luôn nha cả nhà. Đó, dách thì dách gỗ. Thì cái này mưa gió nó dễ tạt vô lắm. Dạ. Dạ. Dạ, nó cái mấy cột nó bị hết nha. Mấy cái tay đòn cũng mòn hết rồi cả nhà. Đó, nhà thấy không? Cái cột này có một mét. Ở cái nhà cô chú cứ nhìn ha, cứ quan sát, cứ nhìn cột này tạm bỡ nè. Chào anh tên gì? Anh tên Quy. Cái gì Quy? Quy. Anh Phước Huy ha, em cũng nghe chú Năm cũng nói về anh. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cái nhà nhìn nè. Nhà cô rất là nhỏ, mấy cái cột chèo thì nó chỉ phương diện bắt ngang tạm bỡ thôi. Dạ. Nè, cả nhà mình coi ha. Thì cả nhà cũng biết tính em rồi, về quê thì thích coi cái bếp. Thì cô coi đây là cái bếp mà đặc biệt lắm nha, bếp ngàn sao. Dạ, bếp ngàn sao luôn nha cả nhà. Dạ, cái bếp ngàn sao luôn. Đó. Dạ, bếp này. Nên cô chú thấy cái vấn đề nhà cửa ha.
Em kêu review trong đây cho cô chú một lần nữa. Đó, cô chú thấy không? Dách này thì gió tạt. Bà thì ngủ, cô thì ngủ. Mấy cái giọng là trong cái nhà đó. Nếu mà gặp bão mà giống như miền Trung á thì rất là tội nghiệp nha cả nhà. Ở nhà coi nè, bị mục mọt hết. Mọt hết luôn. Thì ở đây chỉ có cái cột này là cứng thôi. Chỉ có những cái cột nhà cứng. Thì em đang review một lần nữa, em sẽ gỡ hình ảnh này về cho cô chú. Chung tay rất là mong các mạnh thường quân, các cô chú trên diễn đàn của Vũ chung tay. Long Vũ Vlog xin kính chào cô chú quý anh chị em trên diễn đàn của Long Vũ. Thì Vũ cũng được một số các cô chú ở trên diễn đàn cũng mời về lại để quay cái ngôi nhà mà đây là một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Vì đặc biệt như thế nào thì nữa tí xíu nữa sẽ trưởng ấp sẽ chia sẻ lại cho cô chú ha. Hiện tại đang ngồi kế bên Vũ đó là cô Dung, chủ căn hộ, chủ hộ cái ngôi nhà này. Thì Vũ sẽ có những câu hỏi cho cô Dung gửi đến cho các mạnh thường quân, nhất là những khán giả trên diễn đàn. Rất là mong một sự san sẻ yêu thương. Thì ngôi nhà của cô nó rất là bị xuống cấp rất là nặng. Thì con hỏi cô tên gì cô? Nguyễn Thị Ngọc Dung. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Dung. Năm nay có bao nhiêu tuổi ạ? 77. Bà 77 tuổi. Cô sống hiện tại với bao nhiêu người con? Bốn đứa. Gả đến hết ba đứa. Cái anh hiện tại đang sống nhỏ với cô. Nhỏ này, cái thằng này nó có khờ đó. Anh là khờ. Anh tên gì cô? Hoàng Quốc Huy. Là anh này là một người con trai kế. Thứ tư. Chị Úc. Nhỏ thứ hai thì ở trên Bình Long á. Chị Úc. Nhỏ Úc nữa. Cái này trai kế. Nhỏ thứ năm nữa Úc. Dạ, cái này là trai kế, là một anh rất là khờ. Thì tại sao hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thì em cũng nói phương diện ở đây thì có cô, thì cô cho con hỏi cuộc sống của mình nó vất vả hay không, hay là nó có như thế nào, cô cứ chia sẻ lại trên phương diện cộng đồng á, cô cứ nói là cuộc sống cô thế nào, cô cứ nói cho các cô các chị ở trên phương diện họ hiểu được tấm lòng của mình. Dạ mời cô ạ. Tôi thì ông chết rồi, giờ không có mình tôi ở dưới thành khờ đó. Dạ mà không có mặn mặn gì được cái đó á. Dạ chỉ nuôi mấy con bò đó rồi bán mấy năm bán một lần. Dạ mua này mua kia mà bệnh hoạn cũng hoài. Cái lao động kinh tế chính của mình ở trong gia đình là làm về cái vấn đề gì cô? Chỉ nuôi bò với trồng cỏ trước. Trồng cỏ lần trước là kinh tế chính của mình thôi. Nhà mình có mấy con bò cô? Có hai bò cô. Hai con bò à. Thì nhà chỉ là cái kinh tế chính đó là về trồng cỏ và nuôi bò thôi. Anh Huy anh làm gì? Thì có ở nhà cắt cỏ nuôi bò. Không làm được. Anh khờ quá cả nhà. Anh khờ quá thì người ta không biết không gì đâu rồi. Dạ. Thì em cũng rất là mong, thì đây là cô Nguyễn Thị, cô nói là Nguyễn Thị Ngọc Dung. Nguyễn Thị Ngọc Dung. Năm cô bao nhiêu tuổi? 77 phải không? 77. 77 tuổi. Tết này là 78. Tính năm nay cô 78. Thì em cũng qua cái clip này. Thì có một cái chị, chị này là bên Mỹ. Chị Tâm My Liễu Trần. Chị Tâm My Liễu Trần nha cả nhà, chị Tâm My Liễu Trần. Thì chị có gửi cho cô Dung là 500.000. Tại vì thật sự là cô chị vô chị ở xa quá. Mà tại vì mình xin nó cũng không, lúc mà cô chị kết nối với mình thì nó không có kịp. Thì chị Tâm My Liễu Trần có gửi cho cô Dung là 500.000. Giống như trong trang trải cuộc sống thôi, chứ không phải là cái tiền là nhà cửa nha, đây là cuộc sống mình thôi. Thì ở đây là chị Tâm My Liễu Trần, thì con gửi là cho cô ha, 500.000 ha, phần 500.000. Cảm ơn. Cô cứ nói chuyện cảm ơn cái mạnh thường quân chị Tâm My Liễu Trần ở bên Mỹ. Dạ cảm ơn mấy cô đó, và bên Mỹ cũng cho tôi cũng biết mừng ơn. Dạ. Không biết không có làm gì được cái đó mà chị cho. Dạ. Bao nhiêu cũng mừng hết đó. Dạ thì nói chung là san sẻ yêu thương thì được một chút nào đó nó cũng ấm áp được cái tình thương. Tôi cũng khờ khảo cũng không biết làm gì hết đó.
chỉ dạ, có... các anh chị thì ở các cô các anh chị cũng ở nước ngoài cũng hướng về đồng bào Việt Nam mình lắm, khi họ biết được còn nhiều hoàn cảnh thật sự là cũng khó khăn thì họ cũng chung tay với nhau để xây dựng. Thì hôm nay con cũng kết nối vấn đề này thì con cũng nói trước, thì con đưa clip này lên, con xin phép cô nha, con đưa clip cô, hình ảnh cô lên thì để cho cô chủ thấy được góc độ cho nó cảm thật nhất. Dạ chú Năm ơi, cho con hỏi về hoàn cảnh nhà mình, nhà này như thế nào chú Năm, bên xã mình như thế nào, về cái hộ mà của cô Dung thế nào chú Năm? Dạ chú Năm là trưởng ấp xã Tân Phú 1, là người nắm về nhân khẩu. Cô Dung đây thì xét thấy cái gia đình thuộc hộ cận nghèo mà cô ngồi đi, hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi và hai mẹ con sinh sống thấy cuộc sống vất vả, rồi nhà cửa thì nó siêu dẻo vậy. Dạ. Rồi, mấy bà con cũng thấy cuộc sống của cái chủ nhà này thì chủ yếu làm để rồi mua gạo ăn chứ không thể có đủ để điều kiện để sửa chữa lại nhà cửa ở, thấy cũng rất khó khăn. Mong các mạnh thường quân ở xa gần trong và ngoài nước nếu có tinh thần ủng hộ thì thành thật cảm ơn sửa chữa lại nhà cho cô này để tránh mưa tránh bão trong cái thời kỳ mưa gió tới, xin thành thật cảm ơn. Dạ con cảm ơn chú Năm ha. Ủa vậy là mình cô là không làm không thuộc trong hộ nghèo đúng không? Cận dạ nghèo. Cận nghèo thì ở đây là chỉ là mình mạnh thường quân với gọi là chung tay thôi. Thì thông qua trưởng ấp là người sẽ phối hợp bên thường diện là kết nối qua cái ngôi nhà của cô Dung. Thì ở đây thì chỉ mong là những cô chú nào thấy được hoàn cảnh của cô Dung 77 tuổi với cái người con. Anh Huy bao nhiêu tuổi cô? 44 tuổi mà anh rất là khờ. Cái cuộc sống lao động chính của gia đình đó dạ, là cắt cỏ, trồng cỏ và nuôi bò thôi. Thì nhà có 2 con bò. Thì qua cái clip này thì em cũng rất là mong. Thì đây là cô Dung là chủ hộ, đây là chú Năm, trưởng ấp xã Tân Phú 1, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Một lần nữa Long Vũ Vlog xin kính chào cô chú quý chị em, gửi lời thân thương nhất đến với cô chú một lần nữa. Sau khi mà và lần cuối cùng của em thì cảm ơn chị Tâm My Liễu Trần đã ủng hộ phương diện là hỗ trợ cho cô, phương diện là cuộc sống, lo gạo thêm miếng cơm, miếng thịt, miếng cá 500.000. Thì em xin thành thật cảm ơn chị Tâm My Liễu Trần rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn cả nhà mình.